Công ty giải trí Sony Pictures và công ty quản lý tài sản Apollo Global Management vừa đưa ra đề nghị mua lại tập đoàn truyền thông đại chúng đa quốc gia Paramount Global với trị giá là 26 tỷ đô la Mỹ. Hiện các hãng này thì chưa có phản hồi chính thức về thông tin trên. Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết, hai công ty trên đã gửi thư đề nghị mua Paramount hôm 1 tháng 5. Trong thư có chữ ký của giám đốc điều hành Sony Pictures, Tony Vinciguerra và CEO Apollo, Aaron Sobel. Hồi tháng 4, truyền thông đưa tin, SBE và Apollo đang đàm phán về một đề xuất chung. Theo đó, SBE sẽ nắm giữ phần lớn cổ phần và vận hành Paramount. Trong khi đó, Paramount cũng sẽ tham gia các cuộc thảo luận với Skydance Media và đang muốn xây dựng mảng phát nội dung trực tuyến trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt với Netflix và Walt Disney khi lượng người xem truyền hình cắt giảm. Những thông tin trên được đưa ra khi đế chế truyền thông của bà Sari Redstone đang đứng trước những thay đổi quan trọng về ban lãnh đạo. Paramount vừa mới thay CEO Bob Pakis bằng bà giám đốc mới, trong khi 4 thành viên độc lập của ban quản trị Paramount dự kiến sẽ tuyên bố từ chức trong cuộc họp cổ đông vào ngày 4 tháng 6 tới.